Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu. Câu lạc bộ Sài Gòn với trang phục màu xanh ra chơi, bảo vệ phía bên phải màn nhỏ quý vị và các bạn. Giovane, Cao Văn Triển, khá nguy hiểm. Đó là pha tạt bóng của Cao Văn Triển, không phải là một đường dứt điểm thẳng. Tình huống tạt bóng có vẻ như thiếu chính xác của Cao Văn Triển. Rất may là bóng không bay vào khung thành. Bóng đi sát cột dọc trong tình huống vừa rồi. Victor Masaray rất khỏe. Điểm mạnh của cầu thủ này đó là tốc độ và sự can lướt. Văn Đức nguy hiểm quá, bóng đập đúng xa ngang, bóng vẫn trong chân cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Tuấn Hải. Đó là những phương án tấn công của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai hậu vệ biên của họ rất tích cực lên tham gia tấn công, đặc biệt là những tình huống tấn công ở nách trung lộ. Bóng đã chạm chân của trung vệ người Hàn Quốc. Một tình huống mà trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Trung vệ Almeida Santos đã phạm lỗi. Hai cầu thủ người Brazil đã va chạm với nhau. Almeida Santos đã phạm lỗi đối với tiền đạo Giovane. Đúng là Almeida Santos, đội trưởng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đã phạm lỗi với Giovane. Pha đi bóng tinh quái của cầu thủ người Brazil đã bắt buộc đồng hương của anh phải phạm lỗi trong vòng cấm. Bây giờ là lợi thế cho câu lạc bộ Sài Gòn. Một quả đá phạt 11m. Đứng trước bóng là đội trưởng Quốc Long, cầu thủ sinh năm 1988. Rất căng thẳng. Cầu thủ đã trưởng thành từ lò đào tạo thể công. Quốc Long và Quang Tuấn sẽ là một cơ hội lớn cho câu lạc bộ Sài Gòn. Quốc Long không vào, bóng vẫn còn vào. Người băng vào đá bồi đó là trung vệ Abong Keon. Rất may cho Quốc Long, người đồng đội của anh đã sửa sai. Và bây giờ là 1-0 ở phút thứ 19. Quốc Long đã không chiến thắng được thủ môn Quang Tuấn. Ngay lập tức trung vệ Hàn Quốc đã có mặt và một pha đệm bóng rất căng, ghi bàn thắng cho câu lạc bộ Sài Gòn. Đúng là thủ môn Quang Tuấn đã bắt bài rất tốt sau pha dứt điểm của Quốc Long. Sự vui sướng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Rất hay, rất chính xác, Giovane rất khéo léo, có thể bàn thắng thứ hai vào. Bàn thắng thứ hai đã đến với câu lạc bộ Sài Gòn. Chúng ta thấy những pha xử lý tuyệt vời của Giovane. Đúng là những cầu thủ Mỹ Latin luôn luôn có những pha khống chế và dứt điểm hoa mỹ đến như vậy. Trước đó là một pha đường truyền tuyệt vời của Văn Ngọ. 2-0. Chỉ một phút sau đó thôi, các cầu thủ Sài Gòn đã có bàn thắng thứ hai. Pha xử lý khéo léo của Giovane đã vượt qua thủ môn Quang Tuấn. Tình huống đánh đầu của anh đã ghi bàn. Mặc dù Hoàng Ngọc Hào đã rất cố gắng nhưng không thể cản phá được pha đánh đầu của Giovane. 2-0. Đã để mất bóng, rất nguy hiểm. Almeida Santos tạt bóng vào trong, không được. Tình huống chặt tạt bóng thiếu chính xác của trung vệ Almeida Santos. Ngọc Hào đánh đầu, không vào. Pha đánh đầu của Almeida Santos, bóng đi chạy cột dọc. Đó là những phương án mà huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã thay đổi. Khi đưa trung vệ cao trên 1m9 lên đá tiền đạo thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tận dụng tốt cơ hội để ở ngoài biên để tạt bóng vào. Pha đánh đầu của trung vệ này đã đi chạy cột dọc. Giovane
Đây là Cao Văn Truyền, dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm. Bóng đi vọt sang hàng, có khoảng trống trước mặt là Cao Văn Truyền ngay lập tức tung ra một pha dứt điểm từ xa. Các cầu thủ Sài Gòn luôn luôn nói Cao Văn Truyền là tiền vệ không phổi, anh thi đấu không biết mệt mỏi. Điều đó tạo ra một trận đấu tấn công cởi mở. Đánh đầu, không vào. Thêm một lần nữa thì chúng ta thấy trung vệ Almeida Santos lại đánh đầu bóng đi chạy cột dọc. Rất tiếc cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cự ly khoảng 5m, nhưng mà Almeida Santos đã dướn người rất tốt để vượt qua Văn Ngọ. Nhưng pha đánh đầu của anh, bóng lại đi chạy cột dọc. Ở trong tình huống trước, anh cũng có một pha đánh đầu tương tự như vậy. Trung học Victor Masaray, đưa tạt bóng vào trong, đánh đầu, không vào. Rất tiếc cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng đã có tiếng còi cất lên. Bruno đã rơi vào thế biệt vị trong tình huống vừa rồi. Nếu như không biệt vị thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể ghi bàn thắng. Người đứng trước bóng là tiền đạo Giovane. Giovane rất nguy hiểm, không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa, vẫn không vào. Bàn thắng đã từ chối bởi xa ngang. Pha đá phạt rất tốt của Giovane, bóng đi rất căng, nhưng xa ngang đã từ chối bàn thắng của anh. Văn Đức, Almeida Santos rất khéo léo, dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm của tiền đạo Bruno Henrique, khống chế qua người rất tốt. Anh đã vượt qua được đội trưởng Quốc Long. Ngay sau đó tình huống dứt điểm ở chân trái, bóng đi sát xa ngang, rất khéo léo. May mắn vẫn chưa đến đối với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vẫn là Victor Masaray, đánh đầu, không được. Và đánh đầu của trung vệ Almeida Santos đi đúng vào vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong. Victor Masaray, bóng vẫn còn, dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm của Bruno, thủ môn Văn Phong đã chơi tập trung. Trận đấu vẫn được tiếp tục, pha va chạm rất mạnh giữa Huỳnh Tấn Tài. Đây là Võ Nguyên Hoàng, vẫn là Võ Nguyên Hoàng, rất khỏe. Dứt điểm, không được. Đó là những pha xử lý thiếu kinh nghiệm của cầu thủ trẻ sinh năm 2002. Có kịp không? Bóng vẫn còn, không được. Bóng vẫn còn, không vào. Những tình huống uy hiếp khung thành của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng họ vẫn dứt điểm chưa thành công. Người có pha dứt điểm cuối cùng đó là trung vệ Hoàng Lâm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tuấn Hải đã rất cố gắng để cứu bóng. Ngay sau đó là tình huống dứt điểm của Hoàng Lâm nhưng không thành công. Nhưng trung vệ Hoàng Lâm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dứt điểm quá nhẹ. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Ông đã cho rằng một cầu thủ của Sài Gòn đã phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm để xác định xem. Có nhẻ như bóng đã chạm tay. Không phải, Vũ Tín đã phạm lỗi với Tuấn Hải. Rất chậm trái và chắc chắn. Bruno, không vào. Trợ lý trọng tài đã căng cờ. Ông xác định thủ môn Văn Phong đã di chuyển trước. Có lẽ các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được sẽ được đá lại quả đá 11m. Những quy định gây tranh cãi.
Đúng là như vậy. Thủ môn Văn Phòng đã di chuyển trước. Chúng ta hãy chờ đợi tiền đạo người Brazil sẽ thực hiện như thế nào. Bruno vào, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Và đây cũng là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người Brazil ghi được ở mùa giải này cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vẫn còn thời gian để cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quân bình tỷ số, ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Chắc chắn tâm lý của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn còn cơ hội. Victor Basaray xử lý rất khéo léo. Victor Basaray phản công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bruno Amira Santos đánh đầu, không vào. Thủ môn Văn Phòng đã chơi tuyệt vời, nhưng cũng phải thừa nhận rằng pha đánh đầu của tiền đạo Amira Santos là không nguy hiểm. Tình huống tạt bóng rất chính xác từng cm của Bruno cho Amira Santos. Amira Santos đã ngắm nghía và đánh đầu vào góc xa. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang gây sức ép về phía khung thành của Sài Gòn. Tuấn Hải, cơ hội, không được. Bóng vẫn còn, dứt điểm, không vào. Không hiểu sao các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc đến như vậy. Victor Basaray xử lý chân trừ bóng lên chân của Tuấn Hải, nhưng cách cầu môn chỉ 5m thôi. Tuấn Hải đã dứt điểm, bóng đi chạy cột dọc. Nếu trong tình huống vừa rồi Victor Vassaray xử lý quyết đoán hơn và Tuấn Hải may mắn hơn, có lẽ bàn thắng quân bình tỷ số đã đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Sài Gòn đang bị chao đảo. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một chiến thắng kịch tính của đội chủ nhà Sài Gòn trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với kết quả là 2-1. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi rất quyết tâm ở những phút cuối của trận đấu, nhưng bàn thắng quân bình tỷ số vẫn không đến với họ. Rất tiếc cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và đây là chiến thắng thứ 3 trên sân nhà của câu lạc bộ Sài Gòn, và họ vẫn đang bất bại trên sân nhà. Còn đây là trận thua thứ 3 trên sân khách của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người ghi bàn thắng mở tỷ số trên chấm phạt đền sau pha đá phạt 11m không thành công, đó là trung vệ Abumkeon đã băng vào, đá bồi và mở tỷ số trong trận đấu này. Ngay sau đó, hơn một phút thì Giovane đã nâng tỷ số lên 2-0.